Uvay eVay được biết đến là một trong những ứng dụng cho vay tiền được nhiều khách hàng đăng ký, với khoản vay hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng chỉ cần chứng minh nhân dân. Nếu bạn đang gặp các vấn đề khó khăn về tài chính, hãy cùng VNcast 24 giờ tìm hiểu về cách vay tiền nhanh qua Uvay eVay trong video này nhé. Uvay eVay là gì? Uvay eVay là ứng dụng cho vay tài chính online được phát triển bởi công ty cổ phần Easy Fintech Việt Nam. Với nhiều ưu điểm vượt trội, Uvay đã trở thành một trong những ứng dụng hỗ trợ vay tiền trả góp theo tháng chỉ cần chứng minh nhân dân, hỗ trợ nợ xấu được nhiều người biết đến và lựa chọn. Khách hàng có thể vay một khoản từ 1 đến 10 triệu VND không cần tài sản thế chấp, hồ sơ đơn giản chỉ với chứng minh nhân dân trên thẻ căn cước công dân và nhận tiền ngay sau khi hồ sơ được duyệt. Uvay được đánh giá là một trong những giải pháp tài chính rất hiệu quả trong thời gian ngắn, được nhiều khách hàng sử dụng. Có nên vay tiền tại ứng dụng Uvay không? Uvay là một trong những ứng dụng đi tiên phong trong thị trường vay tín dụng qua app vay tiền nhanh trên điện thoại, có hỗ trợ nợ xấu với thủ tục hồ sơ vay đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân. Cùng VNcast 24 giờ tìm hiểu ưu và nhược điểm của ứng dụng vay tiền này nhé. Ưu điểm: rất nhiều người đã lựa chọn Uvay làm địa chỉ tin cậy để vay tín chấp. Chính những ưu điểm sau đây đã tạo nên uy tín. Dễ dàng đăng ký một khoản vay tiền bằng chứng minh nhân dân không thẩm định từ 1 đến 10 triệu VND. Thủ tục đăng ký vay đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân trên thẻ căn cước công dân và số tài khoản ngân hàng chính chủ. Không cần chứng minh thu nhập, không cần tài sản thế chấp. Giải ngân nhanh chóng từ 15 phút sau khi hồ sơ được xét duyệt. Tỷ lệ duyệt hồ sơ cao cùng nhiều chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng cũ. Nhược điểm: Uvay eVay đem đến cho người dùng rất nhiều ưu điểm, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau. Hạn mức vay tối đa là 10 triệu đồng, nếu bạn cần một số tiền lớn hơn sẽ không thể đáp ứng được. Thời hạn thu hồi vốn nhanh, là hình thức vay không cần tài sản đảm bảo nên lãi suất cao hơn, vay tại ngân hàng và một số đơn vị cho vay tài chính khác. Thông tin chi tiết về lãi suất, hạn mức và thời hạn vay tại Uvay, eVay. Dưới đây là các thông tin chi tiết về hạn mức lãi suất và thời hạn thanh toán tại dịch vụ vay nóng Uvay. Hạn mức: Uvay eVay hỗ trợ khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính với hạn mức từ 1 triệu rưỡi đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn lần đầu tiên đăng ký, số tiền tối đa có thể vay cho lần đầu tiên là 2 triệu rưỡi. Hạn mức sẽ tăng lên trong những lần vay tiếp theo phụ thuộc vào lịch sử tín dụng của bạn có tốt hay không. Lãi suất: vay tiền tại Uvay, bạn sẽ chịu một khoản lãi suất từ 19,2% một năm, cũng một khoản phí dịch vụ vay được quy định trong hợp đồng vay tiền. Kỳ hạn: kỳ hạn vay sẽ phụ thuộc vào khoản vay của bạn, thời hạn vay sẽ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Bạn cần lưu ý đến kỳ hạn vay khi ký kết hợp đồng vay tiền, để cân đối và chủ động thanh toán khoản vay đúng hạn, tránh bị phạt thêm khoản phí trễ hạn không đáng có. Điều kiện vay tiền tại Uvay eVay. Để có một khoản vay, các bạn cần đáp ứng một số các điều kiện cơ bản sau. Là công dân Việt Nam độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Có chứng minh nhân dân trên căn cước công dân còn hiệu lực. Có tài khoản ngân hàng chính chủ. Có công việc và thu nhập ổn định. Cách thanh toán khoản vay tại Uvay eVay. Sau khi vay tiền, các bạn cần lưu ý đến thời gian thanh toán khoản vay và thanh toán thông qua một trong các hình thức sau. Thanh toán bằng tiền mặt, các bạn có thể đến các cửa hàng thu hộ có liên kết với Uvay để chuyển tiền vào số tài khoản và thanh toán khoản vay. Thanh toán qua Internet Banking, chuyển khoản tới số tài khoản ngân hàng là cách nhanh chóng và an toàn nhất. Trong nội dung chuyển khoản, các bạn cần ghi đầy đủ họ và tên, số điện thoại đã đăng ký. Thanh toán qua ví điện tử, khách hàng có thể thanh toán qua ví điện tử đã được liên kết với Uvay. Các câu hỏi thường gặp khi vay tiền tại ứng dụng Uvay: thanh toán khoản vay trước hạn được không? Các bạn hoàn toàn có thể thanh toán khoản vay trước hạn. Việc thanh toán khoản vay trước hạn sẽ giúp điểm tín dụng của bạn uy tín hơn và hưởng ưu đãi cho những lần vay tiếp theo. Uvay giải ngân sau bao lâu đăng ký? Thời gian trung bình để Uvay giải ngân khoản vay là 10 phút. Tốc độ tiền về tài khoản của bạn nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào tốc độ giải ngân của ngân hàng nơi bạn mở tài khoản. Có thể gia hạn khoản vay trên Uvay không? Nếu đến thời hạn phải thanh toán khoản vay nhưng bạn vẫn chưa có khả năng chi trả, có thể gia hạn khoản vay bằng cách chọn dòng chữ xin gia hạn trên ứng dụng. Sau khi nhận được thông tin gia hạn, bạn chọn mục xác nhận gia hạn để tiến hành gia hạn khoản vay. Thanh toán khoản vay Uvay trễ hạn có sao không? Nếu trễ hạn thanh toán, bạn sẽ phải chịu một khoản phí phạt trễ hạn tùy thuộc vào thời gian trễ hạn và số tiền bạn vay tại Uvay.